Tôi xin tự giới thiệu tôi là
liền móng tay cho nó lướt bọt ở đứng tiếng mà thú mẹ anh chín móng rồi. Tôi nghe xong tôi muốn cù theo luôn. Nghe ớt chưa? Đến gì mà rụng móng luôn ghê quá. Tao ghê quá. Cái gì? Đất thăm chỗ nào mới tôi nghe coi. Trời đất ơi, mai miếng đất của tôi là đẳng tiếng nói này cũng biết được rồi. Miếng đất của tôi là hình tam giác. Ờ. Nằm sát vào thăm Sài Gòn. Xung quanh tầm bóng có đũa à. Đặc biệt có cái thượng thần hưng đạo tay cầm kiếm ngọn tay nó chỉ xuống sân nói chỗ đó là đất của tôi á. Quá cho người xác nhận luôn hả? Tôi cho quen quen ta. Sao quen không? Tôi biết này phải chỗ mà Tết ta đi Tết hay bắn thảo bầm không? Đúng không? Biết hình tam giác ấm xác vào sân Sài Gòn. Đúng không? Xung quanh có mặt cầm bóng có đũa nó đó. Tổ bà biết đất của tôi chứ bao màu nào. Mới mẻ và đẹp đẽ, sự cống hiến của quý vị sẽ có.